Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDE. Trong video chia sẻ hôm nay, mình sẽ chia sẻ với anh em một mạng xã hội Spotify rất là nổi bật đó, đến từ Telegram, phát triển bởi ngũ Telegram. Và trong thời gian gần đây thì mạng xã hội Spotify này có tên là Ton.Place rất là hot ở trong cộng đồng hiện nay và được rất nhiều cộng đồng iRoup cũng như là nhiều cộng đồng lớn chia sẻ lại. Tham gia vào cái mạng xã hội này thì anh em chỉ cần tương tác ở trên mạng xã hội, đăng bài, nhận like hoặc là deny like hoặc là chia sẻ các thứ ở trên mạng xã hội Ton Plate này thì anh em sẽ được nhận được cái token Ton. Token Ton là một cái đồng coin, chính xác là một đồng coin đang được list ở trên rất nhiều các sàn giao dịch khác nhau. Và hứa hẹn đây là một trong những đồng coin đáng đầu tư trong một uptrend tới đây. Hiện nay giá của Ton đang là 2,3 đô cho một token. Và Ton đã có mặt ở trên nhiều nền tảng lớn như là KuCoin, OKX, Huobi, Bybit, Gate, Poloniex và rất nhiều các nền tảng khác. Đây sẽ là một cái đồng coin rất là hứa hẹn. Đồng coin này hiện nay đang đứng ở vị trí đang đứng ở rank thứ 25 trên CoinMarketCap và có fully cap là 11 tỷ đô. Đó. Và tổng cung đây là tổng cung của nó 5 tỷ. Mặc dù đánh giá nó một đồng coin rất là tiềm năng, tuy nhiên là cap cũng rất là cao rồi nên là chúng ta cũng cân nhắc thôi. Đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia mạng xã hội này với những bước sau. Trước tiên là các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó thì chúng ta ấn vào sign up. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập với tài khoản Telegram hoặc Google. Ở đây mình sẽ lựa chọn là đăng nhập với tài khoản Google. Tiếp theo các bạn tạo một cái nickname. Mạng xã hội cũng là một trong những cái trend của năm sắp tới và chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm và hứa hẹn về mạng xã hội sắp tới. Ở đây mình sẽ thử xem cái này cái gì, nó không có ngôn ngữ tiếng Việt thì mình phải dịch thôi. Ton Media cảm ơn cơ hội nãy có các với tư cách thành viên Ton Media được nhận thêm đặt cược kiếm được từ là ơn duy nhất dưới dạng cao hơn trên 10 triệu ngày được cho được phép mà không có tư cách thành viên trở thành người dùng nhân đôi số đó lên. Cái này như là mất phí, mình thử xem nào. Đấy, cái này mất phí nên là thôi, cái này chúng ta không cài đặt, chúng ta có thể back. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có phần link mời, chúng ta có thể ấn vào phần learn more. Trong phần learn more đây chúng ta có thể copy link mời. Khi có người dùng đăng ký qua link mời chúng ta thì các bạn sẽ 50% tăng trưởng từ người mời. Ok, rồi cùng với đó thì các bạn có thể ấn vào phần my page. Ở phần My Page này thì các bạn có thể chỉnh sửa một số phần thông tin để sử dụng một cái banner. Ví dụ như ở đây mình dùng cái banner ở đây chúng ta set này. Ví dụ như cái dùng cái banner này nhé. Được chưa? Rồi có thể đi nó lại trang. Có vẻ như nó chưa cập nhật được cái banner này. Mình sẽ thử lại cho nào. Có thể là cái hình chất lượng cao quá. Chất lượng cao quá nó cũng chưa có thể update được. Đó bây giờ thì mình sẽ thay đổi một chút ở trong đây nữa. Chúng ta có thể tạo được một cái link. Rồi ok, đấy, chúng ta mình đã tạo được cái phần thông tin này rồi. Tiếp theo này. Ở trong đây status. Ví dụ như là để bổ sung vào cái status này. Còn thiếu một cái hình ảnh nhé, mình ấn vào luôn cái bạn avatar. Các bạn có thể thay đổi được cái avatar của chúng ta đi. Ví dụ như là ở đây mình sẽ xem cái số cái
Đây mình sẽ thay đổi một số hình ảnh. Thế này đi. Ok, tạm đi anh em nhỉ. Rồi tiếp theo này. Rồi là fish đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ ok này. Rồi chúng ta có thể tạo một cái fish my page ở đây này. Tạo cái bot xác thực người máy này. Các bạn có thể tạo một cái bài đăng ở đây. Ở đây thì chúng ta có thể tạo bài đăng free. Đây mình có thể đăng một số cái bài đăng. Khi các bạn đăng cũng nên đăng bài để có người khác like thì các bạn có thể nhận được những phần thưởng hàng ngày. Đấy. Này ví dụ chúng ta vào đây chúng ta này này. Người ta có thể gửi top, gửi tip cho anh em ở đây luôn. Rồi bên cạnh đó thì anh em có thể là chia sẻ các cái dự án ở đây nhé. Đó. Ví dụ các bạn có thể chia sẻ những cái dự án hàng ngày trên này. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về về cái dự án ở trên với mạng xã hội Tonplet. Admin cũng xin lưu ý với anh em là cùng với những cái phần dự án này thì anh em có thể là tham gia chương trình giới thiệu. Thì khi anh em tham gia chương trình giới thiệu các bạn có thể nhận 50% tăng trưởng trong media của thành viên. Và bên cạnh đó thì anh em cũng có thể làm một số các nhiệm vụ như là join vào một số nhóm ở trên Tonplet hay là các cái nói chung là anh em sử dụng full tính năng trên đây, đi like, đi chia sẻ trên đây để anh em có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hơn. Và đây cũng sẽ trở thành một cái trang mạng xã hội mình sẽ phát triển ở cộng đồng chúng ta. Các bạn nhớ đến mạng xã hội này, đây chính là mạng xã hội chúng ta sẽ phát triển ở trên Tonplet để chia sẻ những cái dự án trong tương lai anh em nhé. Bây giờ thì mình xin nói lời chào và xin gặp lại anh em trong video tiếp theo.